một câu chuyện đang thu hút đông đảo sự chú ý của truyền thông Australia trong những ngày qua. Đó là việc ông bố tên là Adam Koestler đang bị cách ly khỏi con gái nhỏ 2 tuổi vì đã cho con dùng dầu cần sa để xoa dịu những đau đớn của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sự việc cho thấy giữa một bên là đạo đức và một bên là luật pháp, việc phân định không phải lúc nào cũng dễ dàng. Adam đã bị bắt hôm 2 tháng 1 khi đang gặp gỡ với bác sĩ điều trị của con và phải đối mặt với hai cáo buộc vì tội cung cấp ma túy nguy hiểm cho người dưới 16 tuổi và tội tàng trữ ma túy nguy hiểm. Nhưng trước làn sóng ủng hộ của đông đảo dư luận đối với hành động của ông bố yêu con, Adam mới đây đã được bảo lãnh tại ngoại và được phép thăm con tại bệnh viện. Tôi rất hạnh phúc khi được gặp công chúa của mình. Rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Con gái anh, Rumorose, bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4, một dạng ung thư hình thành ở cơ quan thần kinh và chỉ để lại 50% cơ hội sống. Nhưng sau khi cho con gái dùng dầu cần sa pha với dầu dừa, Adam nhận thấy cô bé có những dấu hiệu tiến triển thần kỳ như không đau bụng, sắc diện tốt hơn, ăn khỏe và bắt đầu tăng cân. Việc ông bố bị bắt đã làm dấy lên làn sóng phản đối trong dư luận. Thật lố bịch khi mà thuốc lá, thứ gây ra bệnh ung thư, lại được bán hợp pháp, trong khi thứ dầu cần sa phục vụ cho mục đích y tế này lại bị cấm. Quý ông này chỉ đang làm tất cả để con gái anh ấy đỡ đau hơn thôi. Anh ấy không làm hại đến ai cả. Hơn 30.000 người đã ký ủng hộ Adam. Vụ việc của Adam sẽ bị hoãn án cho đến ngày 23 tháng 2.